Vâng, xin chào 500 anh em nha, đang theo dõi kênh của mình là Nguyễn Quang Thuận. Mình chia sẻ về chủ đề về AutoCAD cũng như là những cái lĩnh vực, những cái chủ đề liên quan đến cuộc sống của mình. Hôm nay thì mình video này thì mình mang đến chủ đề về về riêng về cho 500 anh em đang quan tâm đến AutoCAD. Vâng ạ, thì tản mạn một chút bên ngoài đó là hiện tại đang là thời gian là tháng 4, tháng 5 năm 2021. Hiện tại thì tình hình dịch bệnh COVID của Việt Nam cũng đang diễn biến rất là phức tạp, và rất là nhiều huyện, nhiều tỉnh vẫn còn đang bùng nổ, rất nhiều thành phố còn đang bùng nổ COVID. Vì vậy là hãy mỗi bản thân chúng ta hãy có nâng cao những cái ý thức khi mà chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi công việc, thì hãy nghiêm chỉnh chấp hành những cái nguyên tắc 5K của Bộ Y tế đề ra về khẩu trang, về phòng chống dịch nhá, để chúng ta có một cái sức khỏe an toàn nhất, bảo toàn cho chính chúng ta và người thân, để chúng ta có thể làm việc được và cũng như là có đủ sức khỏe để chúng ta có thể cống hiến, phát triển những cái sở thích của cá nhân mình. Vâng ạ, trong video ngày hôm nay thì mình chia sẻ mang đến cho các bạn, nó là một cái bộ, một gọi là một cuốn giáo trình đây, mà trong suốt khoảng thời gian mà mình có chia sẻ trước đây với các bạn, nếu bạn nào theo dõi lâu mình biết là đã từng khoảng hơn 3 năm mình giảng dạy offline, thì mình có làm một cuốn giáo trình sổ tay cá nhân do tự mình làm thôi, nó cũng không mang tính chất chuyên nghiệp quá, nhưng mà nó là những cái kiến thức mình đúc kết, mình kết tụ lại để chia sẻ cho những cái bạn mà mình tham gia trong khóa học của mình, thì để mình kèm cặp và mình hướng dẫn. Đó, thì hôm nay thì trong video này thì mặc dù bây giờ mình không còn dạy nữa, nhưng mình chia sẻ mang cái file này mình chia sẻ lên, tại vì để trong máy cũng rất là lâu rồi, thì mình chia sẻ tới các bạn mà đang tìm hiểu AutoCAD, thì có thể một phần nào các bạn tìm tòi được đâu đó trong cái cuốn sổ tay, quyển giáo trình luyện vẽ này, có bạn có được một cái tài liệu nào đấy cảm thấy hữu ích và các bạn giúp ích được cho các bạn trong quá trình các bạn đang học hành, đang tìm hiểu và luyện vẽ CAD. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng review cho các bạn về cái cuốn giáo trình này. Thì như thường lệ thì cuốn giáo trình này mình sẽ, nó ở dạng file ảnh nha, bạn có thể hoàn toàn download về và lưu nó lại ở trong máy tính, hoặc lưu lại ở trên một cái file online, driver, hoặc là Excel, hoặc là bất kỳ một cái nơi lưu trữ không gian nào đấy, thì hoặc là các bạn có thể tải dưới dạng ảnh để các bạn thể lưu vào trong cái bộ sưu tập trên điện thoại của các bạn, để bạn xem hàng ngày học và luyện vẽ CAD vô tư, hoàn toàn là ok được chưa ạ? Ok ạ, bạn nào mà đang xem thì trước khi mình review nhá, trước khi mình review chi tiết thì các bạn hãy nhớ là đã đăng ký kênh của mình, ấn đăng ký kênh của mình và chia sẻ video này, cũng như là hãy comment dưới cái video này để mình có thể là nhận biết được các bạn là đang theo dõi cũng như là tương tác cái video của mình, để khiến video này có trở nên là nổi bật hơn trên kênh YouTube. Vâng ạ, cảm ơn các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa nhá. Bây giờ mình sẽ cùng chúng ta sẽ cùng quan sát lên trên màn hình, và mình mở cái cuốn giáo trình này lên và review các trang cho các bạn. Ok. Đây ạ, các bạn cùng mở lên ạ. Quan sát lên đây thì đây là cuốn giáo trình, thì nó cũng không phải là 100% là chi tiết. Đó, thì đây là cuốn mình cũng có làm bìa. Đó, vào năm 2018 mình xuất bản cái cuốn này để lưu hành nội bộ cho các bạn học viên của mình mà. Đấy. Ok, thì đây là cái sơ đồ giáo trình khóa học cơ bản đến nâng cao mình đã chia sẻ với các bạn đấy. Các chương 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, đây là mình review từng cái trang cho các bạn nha. Trang đầu tiên là về cái tổng hợp nội dung về khóa học, bao gồm các cái về giao diện cài đặt này. Cái chương 2 là nhóm lệnh vẽ hiệu chỉnh này, đúng không ạ? Chúng ta học những cái công cụ lệnh người ta chinh chiến. Công số 3 là những cái phần về công cụ về quản lý bản vẽ, quản lý về phần mềm AutoCAD để chúng ta ví dụ như là layer và block. Đấy, làm sao chúng ta quản lý được nó rồi không khi chúng ta vẽ ra. Cái phần chương số 4 là phải hoàn thiện về dim, text và phần hatch cho bản vẽ. Đây là phần dim là kích thước đúng không ạ? Text là phần ghi chú này. Hatch là phần vật liệu cho bản vẽ là không thể thiếu rồi. Phần số 5 là sau khi chúng ta đã học được cái phần công cụ AutoCAD rồi, thì chúng ta sẽ có những cái cách để chúng ta tối ưu bản vẽ, tối ưu những cái quá trình chúng ta sử dụng và làm việc với CAD, ví dụ như là AutoCAD về Autolib chẳng hạn. Đấy là những công cụ ta rút ngắn trong quá trời những cái quá trình mà chúng ta thao tác với lệnh. Đấy, những cái công cụ mà giúp ta xử lý mà AutoCAD bản thân
nó không làm được hay là chưa có thể làm được một cách nó ngắn thời gian nhất, thì Autolip nó sẽ giúp chúng ta làm được cái việc này. Ok ạ. Chương số 6 thì nó là layout và những cái công cụ ví dụ dàn trang layout để xuất và in ấn ra bản vẽ đấy ạ. Đấy, chương số 5 thì có nhiều cái hay lắm, ví dụ công cụ Xref này, Xref bản vẽ làm cho bản vẽ nó nhẹ mà chúng ta vẫn làm việc được, hay là làm việc với nhiều người. Đấy, in ấn những cái thủ thuật hữu ích, những cái công cụ tính toán trong AutoCAD, diện tích chu vi hay là những cái nâng cao hơn nữa. Đó. Thì các bạn có thể nhìn vào đây, các bạn có thể là xác định được cái lộ trình học cho bản thân mình nhá. Ví dụ như là chúng ta phải tìm hiểu chương số 1 thì có những gì, thì bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng, tìm hiểu YouTube và trong cái cuốn giáo trình này thì bạn sẽ tìm hiểu hiểu được là cái con đường mình đi nó sẽ có những cái mốc như nào. Ví dụ bạn tham gia chương trình A Lai Trường Phú đúng không ạ? Có mốc 5, 10, 15 vân vân đúng không ạ? Đấy, nhiều bạn là không biết định hướng, là mình học loạn hết cả lên, là không biết là chương nào, không biết là bài 1 từ cơ bản, từ mẫu giáo lớp 1 đến tiểu học, trung học nó là như thế nào cả đúng không ạ? Nhiều khi bạn đâm đầu ngay vào học khóa chương trình đại học luôn mà chưa trải qua khóa tiểu học. Đấy. Ví dụ các cái chương như này thì bạn dễ hình dung hơn đúng không ạ? Đó. Các cái phần tiếp theo thì nó là một số những cái lời giới thiệu thôi. Đó. Đầu tiên nó là các cái bước thiết lập quan trọng trước khi chúng ta vẽ AutoCAD. Mình cũng đã có video về làm phần này rồi. Đó. Thì đây mình tổng hợp lại dưới dạng giáo trình. Đó, ví dụ như là unit này. Đấy, cần phải chú ý những cái gì, hay là cố định trục. Đấy, hay là truy động bắt điểm, truy bắt điểm đối tượng. Đấy, cách gõ lệnh như nào, bảng OS là kiểm tra các đối tượng tương ứng ra sao, kích hoạt nó như nào, các chú thích. Đấy, đơn vị bản vẽ, gõ lệnh là gì, những cái chú ý giải thích cần đưa, những cái tiêu biểu ấy nha, không phải là tất cả 100%, bởi vì là chúng ta không cần quan tâm đến tất cả đấy ạ. Hay kiểm tra lại những thông số tương ứng vân vân. Ok. Đó. Tiếp theo. Ví dụ như là sau khi thiết lập xong rồi, ví dụ là OP nó cũng có luôn nhá. Tất cả mình giới thiệu một số cái mục chính. Lưu mở file và thanh đường dòng. Tiếp theo thì bạn sẽ được trải nghiệm đến một số cái level mà mình cũng đã có video về, chuỗi video về luyện vẽ AutoCAD rồi. Thì ở đây ví dụ level 01 này. Đấy thì nó là đây mình xoay các bạn. Các bạn có thể in cái cuốn giáo trình này ra để bạn xem nhé, bạn cầm mang đi trong cặp của bạn hoặc trong cái ba lô của bạn hàng ngày các bạn xem, thì nó tiện hơn cái việc mà các bạn xem online đúng không ạ? Thì nó rất là ngại và nó không có tính bao quát. Đấy, in một lần rồi mà xem hàng ngày. Ok ạ. Bài tập ví dụ là đây có những hình bài tập mình cũng đã có video mình làm hướng dẫn bằng video rồi, nhưng các bạn mà không có thời gian xem video hoặc là muốn xem kỹ hoặc là muốn luyện tay ở nhà, bạn nên in cái này ra. Và ngay sau cái tờ level bài tập đó, đề bài đó thì sẽ có những cái một mặt đó là về hướng dẫn. Đấy, hướng dẫn cách chúng ta thực hiện được những cái hình đó để ra được kết quả tương ứng, được chưa? Ok, đây ngày xưa mình làm bằng Photoshop, làm tỉ mỉ từng cái hình vẽ một và viết từng cái câu chữ này ra. Đấy, rất là tâm huyết, thì ngày xưa mình có nhiều ý tưởng mình làm, có nhiều cái mình chia sẻ trong khóa học mà bây giờ mình cũng không nhớ luôn, nhưng mà rất là tâm huyết, nên làm cả cái sơ đồ cây min map các thứ, nhiều bạn học viên còn bây giờ vẫn còn chụp ảnh màn hình và đăng lên tường ngày đấy, bây giờ chia sẻ lại nhá, gọi là 3 năm 4 năm 5 năm gì đấy. Đấy, nhắc lại trên kỷ niệm trên trên Facebook, nhớ lại nhiều cái mình còn quên rồi nhưng mà các bạn nhắc lại mình vẫn nhớ, nhưng mà mình làm rất nhiều hệ thống kiến thức bằng sơ đồ cây min map. Đấy. Thì quay lại với cái cuốn giáo trình này thì có level 1, level 2. Thấy chưa? Đấy, mình cũng trải thích cái hình luôn. Đề bài là gì, kết quả cần thực hiện là gì và gợi ý là như thế nào, có hết. Đó, level 2 có luôn level 2 cho các bạn. Đó, level 3 có level 3, vẽ sofa. Vẽ từng cái như thế nào, đúng không ạ? Level 4 ghế tựa, có ghế tựa, đúng không ạ? Sử dụng các hình vẽ, đương nhiên lúc này thì chúng ta sẽ tối ưu hơn và các bạn đã quen tay rồi thì những cái thao tác hướng dẫn nó không cần phải tỉ mỉ quá như các level 1. Các cái phần hệ thống kiến thức, sau khi trải qua 5 cái bài 4 cái level cơ bản này thì sẽ có các cái phần về hệ thống kiến thức. Ví dụ làm quen với giao diện đấy, mình cũng đã chú thích cho các bạn luôn. Ví dụ như là ở đây mình làm cái giao diện là AutoCAD 2007 bởi vì mình thấy là các bạn mới học phần lớn nên
phần đa là các bạn cài AutoCAD 207 nhiều nên mình làm những giao diện này. Còn sau khi bạn làm chủ được cái giao diện này rồi thì các bạn học đến cái CAD đời cao 15, 18, 20, 21, các cái phiên bản CAD đời cao thì nó rất là dễ thôi. Nó giống kiểu các bạn dùng cái điện thoại đen trắng 1280 ấy, ngày xưa rất là dễ đúng không? Điện thoại Nokia ấy. Đấy, rất là dễ, thì khi các bạn dùng lên smartphone thì nó đơn giản thôi, không mất nhiều thời gian. Nhưng nên chúng ta nên tiếp cận những cái phần mềm mà nó đơn giản trước, trước khi chúng ta tiếp cận đến những cái phần mềm nó phiên bản cao cấp mà nó đồ sộ tính năng hơn. Đấy là theo cái quan điểm của mình. Các cái tùy chọn file bản vẽ đấy, thì các bạn xem là lượt trong cuốn giáo trình này sẽ có nhá. Đấy, những phần cài đặt hay những phần về tờ lệnh. Đây là cái phần mà mình chia sẻ và rất nhiều các bạn luôn, mình không đếm được bao nhiêu thành viên, phải hơn 500 anh em, hàng nghìn anh em ở trên kênh YouTube mình tải cái tờ lệnh, xin tờ lệnh này về đúng không ạ? Và xin download về. Có nhiều bạn comment với mình cảm ơn, có nhiều bạn thì xin qua tin nhắn, có nhiều bạn thì tải qua link lặng lẽ. Đấy, mình cũng chả biết là cũng không thể để lại cái lời nhắn gì cả, nhưng mà có thể một phần là các bạn ấy cũng sẽ thấy thích về cái cách dàn trang và cái cách thể hiện của mình. Nhiều bạn đánh giá là khó khoa học thì mình rất cảm ơn các bạn. Ok chưa? Đấy, thì bạn tải cái tờ lệnh này về nhá, bạn để mình vẽ này, ví dụ như là đâu ạ? Đây, tờ lệnh vẽ draw và modify này. Mình zoom lớn lên các bạn này. Đấy. Thấy không ạ? Lệnh point, line, arc, circle, rectangle, ellipse, divide, sketch, hay lệnh hiệu chỉnh, copy này, mirror này, rotate này, scale, stream, extend này, stretch này. Đó, toàn những lệnh gọi là nhắc đến AutoCAD chúng ta không thể nào chúng ta quên đi những cái lệnh này được. Lệnh nó không chỉ là lệnh mà nó gắn liền với lại những cái quãng thời gian công việc, làm việc và giảng dạy của mình. Đó. Hay những cái cách chúng ta thiết lập thay đổi lệnh tắt mình cũng đã có hướng dẫn trong này. Đấy là làm tối ưu được cái quá trình gia nhập lệnh lên. Đấy, quản lý đối tượng theo layer. Nó theo lộ trình giống như cái sơ đồ mà mình chia sẻ trong cái tờ đầu tiên ấy. Cái tờ đầu tiên lúc nãy mình review trong cái cuốn giáo trình này. Block và cách tạo mới như nào nó có hết các bạn luôn này. Bài chỉnh sửa block luôn này. Đấy, hay là thiết lập text, quản lý text style, viết chữ trong AutoCAD. Các kiểu text hay dùng mình cũng cho các bạn các cái kiểu text hay dùng và font như nào mình gợi ý luôn. Đấy, hack vật liệu có luôn, hack dim có, dim kích thước luôn, text dim hack có hết luôn. Thiết lập kiểu dim như nào, chú thích từng cái kiểu kỹ càng ra sao, được chưa? Đó. Đấy. Ngày xưa thì mình định làm cái quyển này nó dài hơn rất là nhiều cơ, nhưng mà vì cái thời gian lúc đấy mình làm với lại cái kỹ năng mình làm nó không không được tối ưu ấy, làm mất nhiều thời gian cực kỳ luôn, nên mình rất cố gắng để hoàn thành được quyển này luôn. Nhưng còn cái về cái ý tưởng trong đầu của mình thì nó còn dài và nó còn nhiều hơn rất nhiều cơ. Để mà viết ra, bạn biết là một khóa học này nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 12 buổi, mà để viết hết tất cả nội dung ra để ra sách thì nói chung là phải cũng phải trở thành một cái đầu sách mà có thể nó bán ở trên thị trường đấy, xuất bản trên thị trường đấy. Nhưng mà nó nhiều quá, với lại mình không phải là mình chuyên môn để mình viết sách, thế nên là mình chỉ viết theo cách mình hiểu thôi và viết theo cách mà mình tối ưu nhất có thể và giúp cho các bạn trong quá trình mình học, đến học với mình lúc đấy thì mình gọi là vừa có quyển sổ mình gửi các bạn học về nhà và mình lên lớp mình lại chia sẻ cho các bạn thì nó cũng dễ hiểu một phần. Còn nếu mà để mà viết 100% ra thì phải cực kỳ là đầu tư công sức vào. Đấy, cái đấy là một cái mà cho đến bây giờ là sau khoảng 3 năm mình không giảng dạy AutoCAD nữa. Đó, thì mình nhận thấy là mình cũng rất tiếc rằng là mình không hoàn thành được 100% những cái ý tưởng mình định viết ra trong cái cuốn giáo trình này. Nhưng mà thôi, bởi vì là không có gì là hoàn hảo 100% cả đúng không các bạn? Đấy, thế nên là mình rất là cảm ơn các bạn đã biết đến kênh của mình từ ngày xưa, hay là những bạn mà mới biết đến kênh của mình trong thời gian này. Đấy, trong những năm về sau này mà có nhiều bạn bảo ôi anh ơi tiếc thế, không được học những khóa học offline do anh dạy nữa, tiếc quá anh à. Đấy thì mình cũng không biết phải làm sao cả, chỉ biết là ở trên ngoài kia, trên thị trường đúng không ạ, gọi là về đào tạo về bộ môn AutoCAD
thì còn rất nhiều những người thầy giỏi nữa, những người thầy thầy có tâm, có tầm tâm huyết với các bạn nữa, và truyền đạt còn hay ho hơn rất là nhiều cơ. Thế nên là các bạn đừng có bi quan và hãy xác định là cái việc học của mình thật là nghiêm túc, thì chúng ta sẽ gọi là ông trời sẽ đưa chúng ta đến gặp những người thầy đó một cách có duyên, gọi là có duyên sẽ gặp được những người thầy đó. Chỉ có bạn xác định là cái trong đầu của mình, cái tư duy trong đầu mình và cái ý chí của mình đấy, là nghiêm túc, thật là nghiêm túc và quyết tâm đó. Lại miên man rồi đúng không ạ? Cái cuốn giáo trình này hy vọng là nó sẽ giúp được một phần nào đó trong cái công cuộc chinh phục cái bộ môn AutoCAD của bạn, để cho bạn trở nên là tối ưu nhất, hiệu quả nhất trong quá trình làm việc của bạn nha. Đấy. Các bạn thể tải cái bộ ảnh giáo trình này ở dưới link mô tả của video, mình sẽ để dưới mô tả của video và hoàn toàn là miễn phí cho các bạn. Và các bạn nào muốn tối ưu nhất thì mình khuyên rằng hãy nên in ra nhá. Hãy nên in ra một quyển đóng ghim lại và đút vào trong ba lô cặp của mình xem mỗi khi rảnh. Đó. Thì rất là ok, được chưa? Cảm ơn anh em đã đón xem cái video này của mình cũng như là theo dõi kênh YouTube của mình. Bạn nào chưa bấm đăng ký thì hãy vào kênh của mình nhé. Các bạn gõ trên YouTube là từ khóa là AutoCAD Thuận Quang, hoặc là gõ trực tiếp kênh của mình nha, là mình là Nguyễn Quang Thuận. Đây, Thuận Nguyễn Quang. Tên của mình là Thuận nhá, nhiều bạn gọi là Quang. Không sao cả. Đó. Thì các bạn theo dõi những cái kênh video này trên kênh của mình. Ngoài ra mình sẽ có kênh fanpage là đây là các bạn, ví dụ bạn vào mô tả của các phần này thì kết nối theo dõi các kênh của mình nữa, ví dụ như là group AutoCAD đó, mình có group AutoCAD này thì để cho anh em giao lưu trong này đấy, thì các bạn nào xin vào đây thì mình sẽ duyệt. Có một cái trang đó là cộng đồng autocadvietnam.com, thì trang này mình sẽ upload những cái tài liệu thư viện lên trên cái trang này, các bạn phải vào đây bạn download nhé. Đấy, cái trang này đó, những cái kiến thức chia sẻ và mình cập nhật có thể nhiều của các anh em khác chia sẻ về AutoCAD hay ho, mình sẽ cũng đưa lên trang cộng đồng này chứ không phải là của riêng mình đấy, hay là cái fanpage đấy, fanpage cộng đồng AutoCAD Việt Nam đó, thì các bạn sẽ có thể là xem ở trên này đây, fanpage cộng đồng AutoCAD Việt Nam fanpage, bạn bấm like để cập nhật những cái video trên fanpage này nhé. Mạng hơi lag một chút. Đó, mình sẽ cập nhật liên tục lên trên này. Hãy bấm thích để nhận những video mới. Thì đây là toàn bộ những kênh mình đang kết nối sử dụng, và hiện tại mình cũng không không dạy về AutoCAD nữa, nên là mình sẽ cố gắng là chia sẻ. Đây là cái sự đam mê cũng như là một cái mình mong muốn chia sẻ tới nhiều anh em học CAD hơn nữa, giúp đỡ các bạn hoàn toàn là không có mất phí gì cả, hoàn toàn miễn phí hết. Đấy. Thì mong các bạn là sẽ đón nhận nó nhé. Xin chào năm anh em. Video này hôm nay thì mình xin được tạm dừng tại đây, và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video kế tiếp. Vâng, xin chào.